Vụ đông đã trở thành vụ sản xuất quan trọng mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ nông dân, nhất là tại những địa bàn vùng thấp. Để nâng cao giá trị, ngành nông nghiệp, các địa phương khuyến khích nông dân đưa một số loại cây trồng phù hợp có giá trị kinh tế cao vào gieo trồng. Phản ánh tại huyện Bảo Thắng, địa phương trọng điểm về sản xuất vụ đông của tỉnh. Những vườn rau vụ đông với đa dạng các loại rau như su hào, bắp cải, đậu đỗ, dưa chuột, cà chua luôn là sản phẩm thế mạnh của nông dân Bảo Thắng nhiều năm qua. Không chỉ xuất bán tại huyện, nhiều hộ dân còn sản xuất theo đơn đặt hàng của các đơn vị, nhà cung ứng lớn tại thành phố Lào Cai và trong nước. Quá trình trồng cây dưa là dưa leo là ba miền là hai miền này thì tôi thấy là hiệu quả năng suất cao hơn với cần cái những dưa khác, có những cây ngô hay là cây đỗ hay là bất cứ rau thì cái dưa này nó làm mà hiệu quả cao và đặc biệt đó là công ty thực thu mua thì bà con nhân dân nông thôn cũng yên tâm một phần nào là về cái sản phẩm là mình, mình đầu ra thì không phải lo lắng nữa. Bên cạnh các loại rau củ quả, vài năm gần đây, nông dân Bảo Thắng hình thành vùng sản xuất hoa, loại cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao. Đơn cử như tại thị trấn Phú Lưu, hiện có trên 5 hecta, trong đó nhiều nhất là hoa cúc, tiêu thụ rất tốt ở thị trường trong tỉnh. Dịp Tết này mỗi hộ dân tại đây có thể thu về hàng trăm triệu đồng từ bán hoa. Chúng tôi cũng mạnh dạn tổ chức thực hiện vận động nhân dân để trồng loại hoa này. giá trị của hoa này cũng đạt khoảng 450 triệu trên HA. Đây là mũi nhọn trong cái lĩnh vực phát triển kinh tế đặc biệt là cái dự án trồng hoa. Vụ đông năm nay, huyện Bảo Thắng có 720 hecta rau màu các loại. Mặc dù thời tiết bất lợi, lại là năm nhuận, nên việc tính toán không thời vụ, chăm sóc cây trồng gặp khó khăn. Tuy nhiên với kinh nghiệm sản xuất lâu năm của nông dân, sản lượng cũng như giá trị cây trồng vụ đông toàn huyện vẫn đạt kế hoạch. Mỗi hecta canh tác mang lại thu nhập 120 triệu đồng, tổng giá trị sản phẩm toàn vụ đông toàn huyện đạt hơn 86 tỷ đồng với cái trình độ của người dân thì đây là định hướng của huyện cũng là ngoài cái việc là phát triển vụ đông thì cũng chưa cũng tiếp tục là tuyên truyền bà con là trở thành đối với các cái diện tích trồng uh, rau là chuyển thành uh, rau chuyên canh rau hàng hóa để cung cấp chính cho thị trường của cả thành phố và các vùng lân cận tiếp nối thành quả từ sản xuất vụ đông vụ xuân năm 2024 bảo thắng gieo trồng trên 1.500 hecta huyện đang chỉ đạo các địa phương khẩn trương thu hoạch nốt diện tích rau màu còn lại tập trung làm đất gieo mạ sẵn sàng gieo cấy đúng khung thời vụ đảm bảo thắng lợi cho vụ gieo trồng đầu tiên của năm